Hội Phụ nữ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 Quân khu 2 sáng nay đã tổ chức trao tặng quà và tiền hỗ trợ các cháu học sinh trường mầm non xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Hoạt động này nằm trong chương trình Cơm nóng cho em do Hội Phụ nữ Trung tâm phát động trong dịp này, hội phụ nữ trung tâm cùng với nhà tài trợ là công ty cổ phần đầu tư Golden Fun đã đến các điểm trường và các và điểm trường trung tâm của trường mầm non Pa Vây Sử trao tặng gạo hỗ trợ bữa trưa cho các cháu học sinh trong năm học mới, tổng số tiền trị giá 120 triệu đồng. Dịp này, Trung tâm Phát thanh truyền hình quân đội cũng đã kết nối nhà hảo tâm nhận đỡ đầu hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở xã Pa Vây Sử với mức hỗ trợ 500.000 đồng một em một tháng cùng quà trung thu tặng các em. <laughs>